Hello mọi người. Mấy ngày nay thì mấy ngày qua thì cái dòng xe mà bên Honda cụ thể là xe City rất là hot và được nhiều anh chị đã quan tâm về cái vấn đề mà giảm thuế trước bạ rồi khuyến mãi là bao nhiêu các thứ. Thì như em được biết là vào khoảng đầu tháng 7 này này, tính ra là còn một tuần nữa thôi. Đầu tháng 7 thì chắc chắc chắn là khuyến mãi cái dòng City này này sẽ được bớt đi một xíu. Và nó cũng cận kề với cái thời gian mà giảm thuế trước bạ rồi. Cho nên mà bây giờ nếu các anh chị nào mà mình đang quan tâm dòng này, đặc biệt là cái xe City màu trắng á, thì mình cứ hãy lên showroom hoặc không là liên hệ cho chúng em. Thì chúng em sẽ có một cái khuyến mãi ưu đãi tốt nhất có thể đến cho các anh chị ngay tại thời điểm này nha mọi người. Về khuyến mãi thì chắc chắn là sẽ thay đổi theo từng thời điểm, từng giai đoạn, tùy theo tình trạng là hàng còn nhiều hay là ít hay như thế nào. Thì nếu mà được thì các anh chị cứ hãy nhanh tay liên hệ cho chúng em để chúng em có một cái mức khuyến mãi tốt nhất để hỗ trợ các anh chị khi mà các anh chị đang có nhu cầu mua xe. Thì nãy giờ thì em nói về cái vấn đề mà về thuế trước bạ rồi, bây giờ chúng ta cùng điểm lại một số cái điểm mà gọi là đẹp hay là như thế nào, hay là điểm mà đáng lưu ý trên dòng City hiện tại ha. Dòng City hiện tại đây thì nó có ba phiên bản, bản L hay còn gọi bản top, bản G hay còn gọi là bản CVT và cái bản thấp nhất là bản E. Mà bản E thì đã hết hàng rồi thì thôi em xin phép không có nói đến. Thì hiện tại là bản G và bản L thì về vóc dáng này là không khác gì nhau, rất giống nhau đó, về cái form rất là giống nhau, về chiều dài cơ sở, chiều rộng cơ sở, dung tích xi lanh rồi bộ mâm 16 inch là y chang nhau. Còn về nội thất thì chắc chắn nó sẽ khác nhau một xíu, đó là City phiên bản top sẽ là có nội thất là bộ ghế da đó, mà ghế da này ghế nhập Thái luôn. Còn bản CVT, bản G thì là bộ ghế nỉ. Cho nên tùy vào mục đích sử dụng của các anh chị, tùy vào túi tiền mà chúng ta có thể lựa chọn là mình mua bản cao cấp hay là mình mua bản tiêu chuẩn. Thì xe này là xe bản CVT rồi. Xe này là xe CVT rồi. Xe CVT thì chắc hẳn là cũng khá là quen thuộc đối với các anh chị mà mình đã từng tham khảo xe, mình lựa chọn giữa các loại xe mà sedan ở phân khúc B đó. Thì dòng xe này thì chỗ này điều chỉnh ghế lái bằng tay chứ không phải là bằng điện, bởi vì nó là thuộc phân khúc B mà, CVT mà. Thì một số cái điểm mà an toàn, một số cái trang bị rất là hay ở trên xe City này này, đó chính là cái chỗ này là VSA này đó. Cân bằng điện tử được trang bị trên xe này, và cảm biến da cũng được trang bị trên xe City CVT đó. Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu, giúp cho cái xe nó tiết kiệm nhiên liệu hơn trong quá trình chúng ta đi đường. Đó. Rồi về cửa gió điều hòa thì trên dòng City thì đều có cửa gió điều hòa phía sau luôn, đằng trước và đằng sau. Thì trên xe Honda City bản giữa đây này, hiện tại là nó đang có cái mức giá là 559 triệu và lăn bánh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đó là vào khoảng 641 triệu. Cái giá này là cái giá mà em chỉ tạm tính và em chưa tính vô cái khung mà giảm thuế trước bạ 50%. Khi nào mà nhà nước cho ra ấn định cái ngày rõ ràng giảm thuế trước bạ 50% thì lúc đó thì chúng ta cứ mặc định là chúng ta bớt đi khoảng tầm 28 đến 30 triệu tùy vô từng dòng. Ví dụ như dòng CVT này á, dòng bản giữa thì là giảm khoảng 28 triệu. Còn cái bản top, bản cao cấp hơn ấy, thì là khoảng 30 triệu thì chúng ta cũng đỡ biết bao nhiêu. Và hơn nữa thì trong thời điểm này khuyến mãi của City đang còn rất là tốt. Cho nên nếu anh chị nào mà mình đang có mối quan tâm rất là lớn đối với xe này, muốn mua xe trước hay là đóng thuế trước bạ sau thì cũng vẫn được. Mình cứ nhanh chân, mình chốt giá để mình được cái giá như mong muốn. Rồi khi nào mà mình đóng thuế trước bạ, nhà nước ra cái ngày rõ ràng thì mình đóng sau cũng được, ok, không thành vấn đề gì hết. Thì về cái phần đuôi xe này thì
như em thấy thì City nhiều năm rồi cái form nó vẫn như vậy, nó cũng không có thay đổi nhiều và nó không có lỗi thời. Như trên những dòng City này á, thì nhiều anh chị mình có những cái thú vui, ví dụ như khi mình mua xe về á, mình muốn gắn thêm chút này, mình dán thêm một chút đề can gì đó cho cái xe của nó trông thể thao hơn, thì City là sự lựa chọn khá là ok đối với anh chị mà mình đang muốn dán đề can. Bởi vì cái vóc dáng của City á, nó khá là cứng cáp so với những cái xe mà cùng phân khúc. Thêm cái nữa là về cái cốp để đồ, cốp đựng đồ của City thì cũng rất là rộng, hơn 500 lít luôn đó, rất là rộng. Và trên xe này thì cũng được trang bị camera gear đó, camera gear, cảm biến gear luôn à. Để cảm biến gear đây. Có cái hay đó là trên cái dòng City đó, nó lại có cái vây cá mập, có cái vây cá mập trên đây này, cái anten cá mập. Còn cái ông Civic á, ông mắc tiền thì ông lại không có, ông làm nó trơn tuột tuột xuống luôn đó. Cái lạ của thằng City này, trông cái xe nó khỏe khoắn hơn, nó cũng ngầu hơn so với những cái xe cùng phân khúc. Còn nói về độ rộng của cái nội thất thì chắc chắn em cam đoan là xe City ngồi khá là thoải mái, khá là rộng đó. Những anh chị mà cao tầm 1m7, 1m8 thì vô khoang ghế sau là cũng cảm thấy thoải mái. Bởi vì cái hàng ghế đằng trước á, chúng ta có thể điều chỉnh được. Như em cỡ cao 1m7 đứng vô đây, ngồi vô đây rộng thênh thang, thoải mái. Anh chị nào mà mình thích ghế nỉ á, thì mình có thể mua bản giữa thôi để mình tiết kiệm được một khoản chi phí. Hoặc không, nếu trong trường hợp chúng ta mua cái bản giữa này thì bên em vẫn có thể tặng cho các anh chị được là bộ ghế da luôn đó, tùy theo cái mong muốn của các anh chị. Còn cụ thể thì về chương trình khuyến mãi nó là cụ thể là bao nhiêu thì em cũng không có tiện em nói trên đây đó. Thì nếu mà các anh chị quan tâm á, thì các anh chị cứ hãy liên hệ vô số hotline thì chúng em cũng sẽ báo giá tới tần tật, tặng cái gì, giảm bao nhiêu tiền và như thế nào, giá lăn bánh bao nhiêu, rồi chúng ta vay ngân hàng hay là chúng ta không vay ngân hàng thì chúng em cũng đều hỗ trợ được hết tất tần tật cho các anh chị, rõ ràng luôn, không có cái gì là úp mở hết. Và hơn nữa là anh chị nào mà đang muốn lái thử xe thì cứ hãy lên showroom hoặc là liên hệ với chúng em sẽ hỗ trợ, em cũng sẽ đưa xe đến tận nhà để chúng ta lái thử, trải nghiệm và cảm nhận chiếc xe như thế nào, và sau đó chúng ta quyết định mua xe cũng chưa có muộn ha mọi người. Thì vừa qua là một số chia sẻ nho nhỏ của em về dòng City đó, cụ thể là City CVT. Và nếu như anh chị nào mà đang quan tâm thì hãy nhấc máy lên alo vô số hotline để chúng em hỗ trợ các anh chị. Về các anh chị ở tỉnh thì cũng vậy, thường thường thì khi mà ra biển tỉnh ở những cái xe này thì chắc chắn là sẽ rẻ hơn ở thành phố đâu đó khoảng 20 triệu đó. Ở những tỉnh mà chưa có đại lý Honda thì các anh chị cứ hãy mạnh dạn, cứ hãy gọi vô số hotline thì chúng em sẽ hỗ trợ được hết đó. Còn trong trường hợp chúng ta đã mua xe rồi, đã sử dụng xe rồi mà có những cái khúc mắc hay là những cái vấn đề mà cần giải quyết thì cứ hãy alo vô số hotline của chúng em thì chúng em cũng sẽ hỗ trợ và giải đáp cho chúng ta. Mặc dù có những thứ chúng em không có biết nhưng mà chúng em cũng sẽ hỏi về bên kỹ thuật để giải đáp cho các anh chị. Thường thì các anh chị sẽ thường thắc mắc về vấn đề bảo hiểm và về vấn đề kỹ thuật xe trong quá trình lái xe là nó bị thiếu dầu hay thiếu nhớt như thế nào thì các anh chị cứ alo, chúng em cũng sẽ giải đáp hết đó. Vì kênh NTC của chúng em là được làm ra với mục đích đó là để hỗ trợ khách hàng mua xe hay là không mua xe hay là đã sử dụng xe như thế nào thì chúng em cũng sẽ hỗ trợ hết. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video này, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người trong những video sau nha.